em có điều chỉnh qua lại một tí xíu nha, để nó phù hợp với mình hơn. Tóc cho mẫu sinh ra thành nhẹ ơi bỏ bỏ nữ sinh đẹp như quá trời vậy. Cái gì vậy anh là tiên là cái gì vậy anh, này anh là tiên nhân giết trang của anh, nếu mà anh mà là tiên là giết trang cá nhân của anh thì nó sạch nhẹ như nó cái gì anh thấy vậy, hai lúc anh là thấy người nha ai cũng chưa tiếc đó à.
Thank you.
anh tí nha. Trời ơi, quan trọng gì đâu. Quan trọng chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế cái bảng màu chắc làm thành màu giống vậy đi tôi. Hả? Cái màu giống hình mẫu anh tôi. Mẫu là màu gì đâu? Bạn giờ chuyển thành màu khác đi. Cái này nó chụp ảo nên mình không biết được nó là nguyên tác là nó là khói hay là sô-cô-la nó phai lên này. Cái nguyên bản là sô-cô-la nè. Ừ. Mà nó có cái ngọn nó bạc nè. Ừ. Đúng không? Ừ. Mình không cái xem từ này xem nào. Cái dưới này hả? À, thầy để anh em để thầy qua. Cái mình không biết được. Cái này chính là chứ anh thấy thì đó, cái tông nó như vậy thì nó là trang nữa. Cái này chưa bao giờ em thấy phần này nó hồng quá.
vừa thay đổi cho người mẫu thì chắc là sẽ khô để anh tỷ xíu nha. Không cần phải thấy bạn chuyển hạt gì cả.